Thật sự trước khi có trò chơi thì cho Khoa xin tầm 1 phút ạ. Hôm nay anh ấy nói là hôm nay là một dịp rất là đặc biệt, là sinh nhật của chị Nhà. Wow. Thì em thay mặt đoàn phim hát luôn ạ. Thay mặt đoàn phim tất cả anh em tụi em hát tặng chị bài sinh nhật ạ. Mọi người hát chung nhá. Dạ. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thật ra là tụi em lấy nhau là 7 năm rồi. Nhờ bà xã đã có bầu bé 3 tháng đầu tiên. Cũng nhờ rất là nhiều các anh chị giúp mừng. Rất cảm ơn em đã tạo cho bộ quà rất lớn. Rất cảm ơn đầu tiên đã đẩy cảm xúc của vợ chồng em. Và ngày hôm nay rất là tuyệt vời. Xin một lần nữa xin cảm ơn. Sinh nhật ý nghĩa, tràn đầy niềm vui hạnh phúc, đón đứa con đầu lòng với rất nhiều sự yêu thương của tất cả mọi người. Và một trong